Vâng, em xin giới thiệu quý vị và các bạn nhé. Một cái máy, vâng, máy xay thịt nhá. Một cái máy xay thịt hàng của Tedcom nhá. Đây, hàng của Tedcom. Đây, con này cực kỳ mới, gần như chưa sử dụng luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy không? Hàng cực kỳ mới, chưa sử dụng luôn nhá. Đây, khối thủy tinh nhá, quý vị nhá, khối thủy tinh đây. Đấy, đỉnh chưa? Đây. Đây, còn Tedcom đây. Đây. Hôm trước em cũng đã bán khoảng như 2-3 con Tedcom gì đấy. Vâng, lần trước em bán 2-3 con Tedcom gì đấy. Nhưng con này của nó quá đẹp luôn quý vị ạ. Đấy, con này quá đẹp luôn. Thì đang có mấy bác khách đang bảo là kiếm cho bác cái con xay thịt. Đấy, thì đây nhá, em có con máy xay thịt này lên nhá, quá đẹp luôn, giới thiệu cho các bác. Con này em bán với giá của nó là 850.000 nhá, 850.000 con máy này nhá, cối to luôn, cối to các bác xay thoải mái, cối thủy tinh dày dặn nhá. Đấy, chứ không phải cối ấy đâu. Đấy, ok, em bấm điện xay thử luôn nhá, con này điện 100V nhá quý vị nhá. Đây, đấy, em đấy này, đấy, đậy kín vào. Đấy, ui ngon chưa, máy máy gần như mới luôn, cho nên là xay cực đã luôn. Đấy, đấy, điện 100V nha các bác nhá, điện 100V nhá. Đấy, đây nó có thêm một cái này về nữa này để úp vào này. Đấy, em cũng chưa biết là nó úp vào để làm cái gì nữa. Đấy, nó úp vào để nó đậy vào. Đấy, nó đậy nhầy, biết là để chắc là hàng mới cái gì nó đậy vào nhầy. Đấy, có một cái nó đậy lên nhầy nhá. Ok, con này của nó là 850 nhá, 850 con máy này. Quý vị nào lấy thì alo ngay cho em nhá, một con máy quá rẻ luôn quý vị ạ. Đấy, quý vị nào lấy thì alo ngay cho em. Đấy, quý vị nào lấy thì alo ngay cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966594581, địa chỉ cửa hàng là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhá. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em nhé. Và quý vị lưu ý cái dòng điện này, cái dòng máy này là điện 100V nhé quý vị nhé. Đấy, quý vị đừng cắm nhầm. Dạ vâng, em xin cảm ơn ạ.